loài cá sấu biết vo ve và thổi bong bóng để tán gái. Cá sấu Gariel, một cư dân đặc biệt của các con sông nước ngọt tại Ấn Độ và Nepal, sở hữu một đặc điểm ngoại hình rất thú vị. Con đực trưởng thành của loài này có một cái gara, một cục u hình bóng đèn trên đầu mõm. Gara này không chỉ độc đáo về hình dạng mà còn mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Tên của nó lấy cảm hứng từ nồi Ấn Độ truyền thống và chính là vũ khí bí mật giúp cá sấu được tán tỉnh bạn tình. Chúng có thể thổi bong bóng hoặc tạo ra những âm thanh vo ve cực kỳ nghệ thuật để thu hút các cô nàng cá sấu. Theo Viện Bảo tồn Sinh học và Vườn thú Quốc gia Smithsonian, cái gara này thực sự đóng vai trò như một loa phát thanh tự nhiên. Nó che một phần lỗ mũi của cá sấu và tạo ra những âm thanh ấn tượng như một bài hát tình yêu. Khi cá sấu được thành công trong việc quyến rũ một nàng cá sấu, chúng sẽ giao phối thường là vào tháng 12 hoặc tháng 1, vài tháng sau, vào mùa khô. Con cái đào tổ và đẻ khoảng 40 trứng to, gần như là khổng lồ so với các loài cá sấu khác. Mỗi quả nặng khoảng 170 gram, tương đương trọng lượng của một quả bóng cúc côn cầu. Con cái chăm chút bảo vệ ổ trứng trong khoảng 60 đến 80 ngày và sau đó là lúc những cá sấu con đáng yêu chào đời. Các bé cá sấu sẽ ở gần mẹ trong vài tuần, có khi là vài tháng trước khi rời tổ. Cá sấu Gariel là loài đa thê, nghĩa là một con đực có thể thu hút nhiều con cái cùng một lúc. Khi trưởng thành, chúng có thể đạt tới chiều dài 4,5 mét và nặng trung bình khoảng 160 kg. Một điều thú vị là loài cá sấu này đã phân ly tiến hóa khỏi các loài cá sấu khác hơn 40 triệu năm trước, khiến chúng không giống cá sấu mõm ngắn hay cá sấu mõm dài mà chúng ta thường thấy. Thay vì phục kích con mồi, chúng thích nghi với cách quệt mõm từ bên này sang bên kia để cảm nhận những rung động trong nước, tìm kiếm cá để ăn một cách điệu nghệ. Mặc dù chúng cực kỳ thành thạo dưới nước, nhưng khi lên cạn, cá sấu Gariel lại vụng về. Chân chúng khá yếu nên chúng phải trượt trên bụng để di chuyển. Cách đây khoảng 80 năm, loài này từng phổ biến rộng rãi ở Pakistan và Myanmar với số lượng lên tới 5.000 đến 10.000 cá thể. Nhưng ngày nay, do nạn săn bắt và mất môi trường sống, chỉ còn khoảng 650 cá thể trưởng thành ngoài tự nhiên. Nhờ các nỗ lực bảo tồn và nhân giống trong điều kiện nuôi nhốt, số lượng của chúng đã tăng từ khoảng 250 vào năm 2006, một hành trình đầy hy vọng cho tương lai của loài cá sấu độc đáo này.